Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay là phiên bán hàng của ngày 23 tháng 5. Thì đây các bác nhìn này. Đấy, phi điệp lại về nhé các bác nhé. Về rất nhiều. Thì hôm nay em cũng chia tương đối nhé. Vì mấy hôm lần trước là em bán hàng cũng rất là nhanh. Rất nhiều bác là không mua được. Rồi thì trước khi đi vào phiên bán hàng ấy thì em cũng muốn nói này, thì vừa rồi là có một bạn ở trong Linh Thuận nhá, bạn ấy lấy của em cách đây khoảng 2 tháng ấy, bạn lấy 1 cân thì cũng sổ được có một dề, bạn sổ được cái mặt hoa cũng khá là xuất sắc. Thì bạn ấy cũng đã điện cho em và cái dề đó đến bây giờ là đã quay trở về nhà em rồi nhá. Thì rất là cảm ơn bạn. Đấy, thì bạn cũng đã muốn là hoa về với chủ. Tuy nhiên là em cũng đã trả cho bạn một khoản tiền xứng đáng để cho vì bạn sổ được cái bông hoa đó. Thì em cho các bác xem qua cái bông hoa của các bà nhé. Đấy. Thế thì cái bông này nó, đây các bác, rất tiếc là khi về đến nhà em thì vì cái bông hoa nó đi đường mấy ngày ấy, nó lắng thì nó đã bị héo hết rồi. Đây các bác xem. Đây là khi mà cây bông hoa về đến nhà em nhé các bác nhá. Bởi vì như này, cái dề nó đã yếu rồi mà bạn lại tách nhá, bạn tách hết các thân già ra với nhau và cả thân tơ đó, thân tơ này nó chỉ đang đứng độc lập có một mình nó thôi. Có một mình nó thôi cho nên là nó lại càng yếu hơn. Các bác nhá, nó càng yếu hơn, nhưng các bác nhìn từ cuống của nó này, nó đỏ hồng luôn, đỏ hồng từ cuống cho đến tận đầu mép lá luôn. Đấy. Cho nên là hoa là về đến vườn em là em cũng không kịp quay nhá. Thực ra con này nhìn hoa của nó là như bông pháo luôn các bạn, như pháo bay luôn. Em cho các bác xem hoa của em nó khi mà lở ở trong kia nhá. Mặc dù cây vẫn còn đang rất là yếu. Đấy các bác nhìn không ạ? Toàn bộ cánh của nó là rực hết, rực hồng hết các bác nhá. Lưỡi là lưỡi đỏ. Con này thì rất tiếc là nó chưa được bẹt các bác nhá, chưa được bẹt. Thì sang năm này em sẽ trồng lại nhé, em trồng lại cho nó thuần khỏe thì hy vọng là nó sẽ sổ đẹp hơn. Lưỡi thì cũng đã tím hết cả lưỡi rồi, tím tràn hết cả lưỡi rồi, khuôn rất là đẹp. Con này rất tiếc là không được bệt nhé, nếu cái phần đậm này nó tràn hết lên trên chút nữa thì rất là đẹp. Nhưng mà nói chung là hoa năm nay sổ nó bị yếu. Đấy, nó bị yếu vì thân tơ này nó đứng độc lập của một mình nó thôi. Để cho bác xem clip nhé. Đấy, bác hình dung ạ, cái này dè này nó chỉ có một thân tơ thôi. Một thân tơ và nó có khoảng tầm 6-7 cái thân già nữa đi theo. Thì bạn ấy tách hết ra. Đây các bác này, hôm mà lúc nó mới lở đấy, nhìn như này cứ tưởng bệt. Đẹp quá. Thì cái bông này em sẽ gọi nó là cái con pháo bay cát bà nhé các bác nhá. Pháo bay cát bà. Rồi khi chuyển ra đây thì em hy vọng nó còn hoa thì em sẽ quay tại vườn. Em sẽ quay tại vườn và em đặt tên cho nó. Rất là đẹp. Bông rất là bay nhá các bác nhá. Đỏ rực như pháo luôn. Rồi ok. Hôm nay em đấy thì em cũng nói qua này là để em muốn cảm ơn cái bạn ở trong Linh Thuận đấy nhá. Đấy, bạn đã chuyển hoa về cho em. Thì hôm nay em sẽ đi nhanh vào các hình nhá. Em đi hình số 1 là 450k. 450k đây các bác nhá. Ở nguyên một cái chỗ này rất là nhiều. Đấy. Các bác nhìn này, có một con kiến này, cực kỳ là đẹp. Thân tím này,
loang lổ luôn. Rất đẹp nhá, một con kiến rất là đẹp này. Lá nhựa rất là dày. Một con này. Con này là con thứ hai này. Con thứ hai nhá. Và một con thứ ba đây. Kiến này. Thứ ba này. Và một con này rất là to nhá các bác nhá. Đấy, bốn con liền. Con này thân tơ thì được tầm khoảng độ 17 cm nhá các bác nhá, 16 17 cm. Rất đẹp. Bốn con này mới có 450k các bác nhá. Kiến tím này rất là đẹp này. Đấy, hình số 1. Đi hình số 2 là cũng 450k. 450k thì gồm có một con đây. Đây cái rể này có hai kiến nhá các bác nhá. Con kiến rất là đẹp này. Thân tơ khá là dài nhá. Thân tơ dài tầm khoảng 20 cm. Kẻ cổ rất là sắc nhá các bác nhá. Chấm tím rất là đẹp. Đấy, một cái rể này là có hai kiến nhá. Đây một con nữa. Đấy. Thêm một cái con này nữa. Đấy, con này nữa là 3 này. Và con kiến chip này nữa nhá. Kiến chip này nữa là 4 này. 4 con này là 450k. Đi hình số 3. Hình số 3 là 500k. 500k thì có một kiến này. Đấy, một kiến này. Con thứ hai này. Con thứ hai khá là dài nhá. Thân tơ dài khoảng 20 cm. Mầm này cũng rất là đẹp mà. Và con thứ ba này. Con thứ tư này. Con thứ tư là một rể nhá các bác nhá. Một rể rất là đẹp. Rất là đỏ. Thân tơ đây. Thân tơ dài tầm khoảng tầm 25 cm. Mắt ngủ bây giờ mới đang bắt đầu nhú nhá các bác nhá. Con này nhú hơi muộn. Bây giờ nó nhú này. Đấy, tầm này ghép là cực kỳ là đẹp này. Bên này đang bắt đầu lên tiếp một mắt nữa này các bác này. Đang sưng tiếp một mắt ngủ nữa. Đấy, là con này nó sẽ lên hai mầm gốc nhá. Hình số 3 500k. Đi hình số 4 này. Hình số 4 là 590k. 590k gồm có một con kiến này. Con kiến này. Đấy. Kiến này thân tơ dài tầm 20 cm này nhá. Rất là đẹp. Đấy, cái thân tơ này là nó bị gãy này. Thân tơ bị gãy rồi các bác nhá, nhưng mầm gốc thì rất là khỏe rồi. Đấy, cho nên giá em cũng bán nó rẻ đi. Thêm một con kiến chip này. Đấy. Và một cái con cái rể đó. Cái rể này nó cũng bị gãy nhá các bác nhá, cũng bị gãy thân tơ ở đây. Nhưng mà nó mầm nó lên rất là dài rồi, mầm lên được khoảng hơn 20 cm rồi. Rất là đẹp nhá. Đấy, cả một cái ba con này, chỗ này mới là 590k nhá. Giá hôm nay rất là hợp lý để cho anh em về anh em làm giống nhá. Hình số 5 là 590k. 590k này, gồm một con kiến này. Con kiến này rất là đẹp. Một con này. Đấy, với lại con chip chip này nữa, chip là chip đôi này, kiến nù, hai con kiến nù. Đấy là ba con và một cái rề này. Đấy, cái rề này nó cũng bị lỗi các bác nhá, thân tơ đây, thân tơ nó cũng bị gãy rồi. Bị chuột nó gặm rồi, nhưng mà quan trọng là cái mầm gốc của nó rất là to nhá. Rễ đang bắt đầu ra tua tủa rồi. Đấy. Mầm tơ lên được tầm khoảng tầm độ 25 cm nhá. Hình số 5 là 590k, rất là đẹp. Đi hình số 6, hình số 6 là 450k. 450k. Đây. Con nhìn em. Con kiến này rất là đẹp các bác nhá. Rất là đỏ. Lá tím rất là lịm luôn. Đấy, một con kiến cực kỳ đẹp luôn, rất là xinh. Đấy, con thứ hai này. Con thứ hai này cũng dài tầm khoảng tầm 16 17 cm này. Đấy, và con thứ ba này. Con thứ ba này đây là thân tơ nhá các bác nhá, thân tơ đây. Thân tơ này đang sưng sưng mắt này, không biết là nó ra kia hay ra hoa nhá. Mầm lên được khoảng 20 cm rồi, rất là đẹp.
Đấy, ba cái con này 450k. Hôm nay giá cũng rất là hữu nghị nhá. Đây, kỳ đây. Em đi hình số 7. Hình số 7 là 820k. 820k gồm có một kiến này. Một kiến này. Và nguyên một cái dài này các bác nhá. Một cái dài này cũng khá là khủng đấy. Cái dài này thì đây, nó cái dài này là cái mầm gốc này nhá, lá nó còn rất là dày lắm. Nhưng không hiểu sao nó lại tự động nó thắt ngọn đây các bác này. Đấy, nó quặp vào đây nó thắt ngọn này. Đấy, và nó đẻ ra cái con này. Nhá, nó đẻ ra con này thì con này đang đi ngọn bình thường. Đấy. Thân tơ thì dài 20 này. Khoảng trên 40 cm. Thân tơ trên 40 cm nhá. Vẫn đang còn sót một cái lụ đây, không biết năm nay các bác có xem được hoa không. Đấy. Thân rất là khủng nhá. Thân rất là đẹp. Thân lù. Đấy. Và dương hình số 7 này là 820k nhá. Em đi hình số 8 này, số 8 là 720k. 720k thì gồm có một kiến này. Một kiến nhá. Đấy, con này con thứ hai này. Hai kiến này. Ở cổ rất là đẹp này. Đấy, và nguyên một cái dài này nữa. Cái dài thân tơ thì cũng rất là đẹp này. Con này đã bị rụng hết cuống hoa rồi nhá các bác nhá. Bị do vận chuyển ấy, vận chuyển ở trong rừng là không tránh được đâu, nó va chạm, sót được cái lụ nào thì sót thôi. Đấy. Nhưng mà mầm này, mầm các bác về làm giống là mầm tơ lên cực kỳ đẹp luôn. Thân đỏ nét căng luôn. Lá rất là dày. Đấy, con này mầm tơ cũng được khoảng 40 cm nhá. Thêm hai con kiến này nữa. Là 720k hình số 8. Đi hình số 9 là 580k. 580k này, gồm có một con này. Một già kiến này. Đấy. Con này con thứ hai này. Con tơ dài tầm 25 cm rồi. Và con này con thứ ba này. Ba con kiến này khá là đồng đều nhá. 580k. Em đi hình số 10 là 550k. 550k thì gồm có một con kiến đỏ này. Đỏ dịu luôn. Lá rất là dày nhá. Đấy, một con này. Con này khá là to nhưng mà nhá. Mầm gốc này. Đấy. Đây, thân hoa này. Thân hoa này đang cho một kỳ nhá thôi nhá. Đấy. Là hai con và một con này nữa là ba con. Nói chung là giá hôm nay rất là hữu nghị nhá. Đấy. Các bạn nhìn cả một cái hình to này có 550k này. Đi số 11 là 720k. 720k thì gồm có một con kiến lù này. Một con này. Hai con này. Và một cái dài đó, dài khá là to nhá các nhá. Thân tơ được khoảng 20 này, 40 này, cũng còn trên 40 cm rồi. Đầu là bị gãy, bị chuột nó gặm một tí nhá, nhưng vẫn còn trên 40 cm nhá. Mầm gốc đang lên rất là dài đẹp này. Mầm gốc khoảng tầm 25 cm. Nguyên một dài luôn, rất nhiều thân già. Cả một cái hình này mới có 720k các bác nhá. Thêm hai con kiến này nữa. Hình số 12 cũng là 720k này. 720k là một con kiến này. Kiến thân rất là đẹp. Đấy, hai con này. Và cũng cả một cái dè dài nữa. Đấy, dè dài nhá. Thân tơ này năm nay về các bác xem hoa nhá. Con này chưa ra lụ. Ba con. Em đi hình số 13 này. Hình số 13 là 780k. 780k này gồm có một kiến này. Đấy. Đây, cái dài kiến thứ hai này. Mầm gốc lên rất là đẹp rồi. Đấy, và một cái dài nữa, cũng dài rất là đẹp. Ở đây lại thêm được con này, nó ba con kiến nhé. Ba con kiến cộng một cái dài nữa. Dài rất nhiều thân già nhá, thân rất khá là xanh. Mầm gốc lên rất là đẹp. Thân tơ nguyên vẹn nhá. Lụ vẫn chưa có nhá, mắt lụ chưa có. Hình số 13 là 780k. Đi hình số 14 là 650k. 650k gồm đây, một dề này. Một dề này, thân tơ này. Đấy.
Nói chung là mùa này nó đang lắng nóng rồi, nó mất nước nha các bác nhá. Và các bác ngâm vào rồi tưới ổn định trở lại, nó ra rễ thì nó sẽ khỏe thôi. Đấy, một con kiến rất là to này. Đấy, tiếp một con kiến to này. Con kiến rất là sắc. Đấy là 2, thêm một con kiến bé nữa là 3 này. Đấy các bác xem là con kiến thứ 4 này. Con này thì nó đỏ như là cắt tiết luôn các bác nhá. Kinh khủng. Đấy. Rất là tím. Đấy, 4 con kiến này hay là 650k nhá. Em đi số 15 là 750k, 750k thì gồm có này. Ở đây là một kiến này. 2 này. 3 này. 3 với con zin này nữa là 4 này. Hai con zin này nữa là 5 này. Rất là đẹp. 5 cộng một cái rè to đùng này. Đấy, rè này thân tơ rất là đẹp nhá. Lá, bản lá rất là to dài. Rất là đẹp. Cái hình 15 này khá là rẻ này. Nguyên cái hình này 750k này. Em đi hình số 16 nhá. Hình số 16 là 830k. 830k thì gồm có một con này. Một con này, hai con này. Hai con kiến này. Con kiến thứ 3 này. Ba con này. Đấy, và một cái rễ này. Đây, rễ đang ra rất là mạnh. Cái rễ này thân tơ thì nó bị gãy ở đây một chút nhá, nhưng mà vẫn còn rất dài, thân lù rất là to. 20 này, 40 này, vẫn còn 45 sen. Mầm gốc thì lên được tầm khoảng 30 sen rồi. Cực kỳ là khỏe luôn. Mầm gốc nguyên vẹn nhá các bác nhá. Được một cái rễ to luôn. Đấy, lại thêm 3 con kiến này nữa là 830k. Em đi hình số 17 là 650k. 650k gồm một kiến này. Một kiến này, con thứ hai này. Và nguyên một cái rề đó. Cái rề này là thân tơ nó bị gãy ở đây nhá. Nhưng mà mầm gốc thì rất là đẹp. Mầm gốc thì ổn định nhá. Đấy, 650k hình số 17 rất là đẹp. Đi hình số 18 là 780k. 780k này, gồm có một kiến này. Một kiến này. 2 này. 3 này. 3 con và một cái rề này. Đấy. Cái rề này rề là lành lặn nhá các bác nhá. Cái rề thân tơ được khoảng 40 sen. Mầm tơ thì đang lên đây. Nói chung là nó bị mất nước một chút thôi các bác. Về là nó sẽ hồi lại nhá. Nhìn rất là đẹp. Đấy, 780k cho cả một cái hình nhá. Những cái rề này về các bác làm giống nhá. Đấy, thân già cũng còn rất là nhiều. Về các bác lấy mầm gốc và ươm ki sau. Cho các bác tập ươm ki. Thì hôm nay đa phần là em chia là vừa có cái các bác có thể tập ươm ki được nhá. Và các bác vừa có thể chăn kiến được. Đấy. Vì hàng nó về như thế nào thì em cũng sẽ bán như thế các bác nhá. Hình 19 là 690k. 690k thì gồm có một rề. Đấy, một cái rề có hai con kiến đỏ rất là đẹp này. Thân tím dịm luôn. Một rề này. Đấy, một cái rề to nữa. Rề này thân tơ là bị gãy nhá các bác nhá, nhưng mầm gốc thì lên rất là ổn định rồi. Đấy, mầm gốc rất là đẹp. Đấy, nguyên cả một cái bụi này nữa là ba con này là 690k. Em đi hình số 20 là 720k. 720k thì gồm có một kiến này. Hai kiến này. Hai kiến này. Con kiến thứ ba này khá là đẹp này, không ạ? Kiến thứ ba rất là đẹp. Rất đỏ nhá. Ba kiến này và một cái rề khá là to này. Cái rề này cũng bị gãy thân tơ đây nhá. Nhưng mà mầm gốc này rất là khỏe, dài. Mầm gốc được khoảng 25 sen rồi. Đấy, cả cái chỗ này, 4 con kiến này nữa.
là 720k nhé. Em đi hình số 21. Hình số 21 là 650k. 650k này, gồm có một con kiến nù này. Rất là xinh. Đấy, con kiến thứ hai này. Kiến thứ hai rất là đẹp đó nhá. Bản lá này, cực kỳ là dày luôn. Thân rất là tím. Hai con này. Đây là con kiến thứ ba này. Và con kiến thứ tư này khá là to nhá các bác nhá. Giờ kiến thứ tư thì to lắm. Mà thân tơ cũng tầm trên 20cm rồi. Đấy. Bốn kiến nha. 650k. Hình số 22 là 850k. 850k gồm một kiến này. Con kiến thứ hai này. Kiến thứ hai rất là xinh nhá. Con này nó có hai kiến luôn đấy bạn. Đấy, thân tím đỏ rất là đẹp này. Dề này là có hai kiến nhá, hai kiến với một con kiến này là ba. Ba cộng với một cái dề dài nữa. Dề này thân tơ là nguyên vẹn các bác nhá. Thân tơ nguyên vẹn và chưa có cúng hoa nhá. Đấy. Mầm gốc đây. Mầm gốc đang lên rất là đẹp rồi. Đấy. Là hình số 22 là 850k. Đi hình số 23, 23 là 830k. 830k gồm có một kiến này. Hai này. Một kiến lù này. Một kiến thứ ba này, ba con này. Và một cái dề này. Đấy, cái dề rất là dài. Dề này là thân tơ là cũng lành lặn nhá. Lành lặn. Và chưa đăng, năm nay về các bác sẽ xem được hoa của nó nhá. Đấy. Rất là đẹp. Và 830k. Hình số 24 là 620k. 620k gồm này, một con kiến này. Một cái dề này, cái dề này là có 3 con kiến nhá, 1 này, 2 này, 3 này. 3 4 con, 4 con đấy các bạn. 4 con liền nguyên một cái dề này. Đấy, con này nữa này. Là 5 này. Đấy, con bé bé này rất là đẹp này, lá như lá mít nhá, lá mít dày. Đấy, con này nữa. Em không đếm đâu nhá, rất là đẹp. 620k cho hình số 24 nhá. Chỗ này em phải 6 con đấy. 6 7 con này. Hình số 25 là 760k. 760k thì gồm có một kiến này. Đấy, đây kiến thứ hai này. Đây là một con kiến rất là to nhá, thứ ba này. Ba này và một cái dề nữa. Cái dề khá là dài nhá. Dề này thân tơ là cũng bị gãy ấy. Gãy ở đây cũng bị chuột cặm nhá. Nhưng mà mầm gốc thì lên rất đẹp. Rất là dài nhá. Đấy là 760k hình số 25. Hình số 26 là 590k. 590k gồm có một kiến này. Đấy. Con kiến thứ hai này cực kỳ đẹp luôn. Thân rất là tím luôn. Lá rất là dày nhá, dày cực luôn. Đấy. Và một cái dề nữa. Dề này thì thân tơ, thân hoa sẽ được khoảng gần 35cm nhá. Mầm đang lên rất là đẹp rồi. Đấy, ba con kiến này là 590k. Hình 26. Hình số 27 là 880k. 880k thì gồm có đây. Có một kiến này. Hai này. Kiến thứ ba này. Ba con này. Và một cái dề rất là khủng nhá. Cái dề này bây giờ mới bắt đầu ra rễ các bác nhá. Các bác nhìn rễ nó ra như cái ba chia các bạn. 1 2 3 4 5 đấy. Nó đang ra một phát cả một đống rễ luôn. Thì về các bác ghép vào phát tầm này là nó bắn rễ ra là ăn luôn nhá. Này, các bác xem này. Lá này. Lá con này rất là dày nhá. Lá dày cực kỳ luôn. Rất là đẹp. Bản lá rất là dày. Con kiến này rất là đẹp nhá. Thân này lù ú luôn. Có cái cúng hoa này chắc là bị rụng rồi. Về chắc chắn là nó sẽ bắn ra cái mắt khác các bác nhá. Còn một cái dề kiến lù rất là đẹp.
880k cho cái dề này nhá. Đấy, cả cái đống kiến này nữa. Em đi hình số 28 là 680k. 680k gồm có một kiến này. Một kiến này. Đấy, con thứ hai này. Và một cái dề kiến to nữa là thứ ba này. Mầm gốc đang lên rất là đẹp rồi. Nhá. Ba kiến này là 680k. Đi hình số 29 là 620k. 620k gồm có một kiến này. Đây con kiến thứ hai này. Rất là đẹp. Con này thì nó đang có một cái nụ. Cái nụ này thì chắc là thui rồi. Chắc là thui rồi. Lù lắm. Đấy, con thứ ba này. Đấy. 620k cho ba con này nhé. Con dề thân lù rất là to, đẹp. Thân tơ dài tầm khoảng 20cm. Vòng gốc đang lên rất là đẹp rồi. 29. Đi hình số 30. Hình số 30 này là có khoảng là 480k nhá. Hình này nó phải rơi tầm khoảng tầm trên 15 kiến chip nhá các bác nhá. Đấy, kiến chip này là những cái con bé bé này, zin zin này. Rồi, em đếm sơ sơ phải tầm 18 19 con gì đấy nhá. Cả to cả nhỏ nó gọi kiến chip nhá. Đấy. Giống 30. Hình số 31, 31 cũng 480k. Cũng như thế nhá, cũng 16 17 18 con gì đấy kiến chip này. Nhỏ nhỏ này. Đấy, và các bác chăn kiến nhá. Để được khoảng làm nó được khoảng 7 8 chậu. Đi hình số 32 750k. 750k gồm một con kiến này. Đấy, con kiến thứ hai này. Hai con này. Và một cái dề. Dề này. Mầm tơ lên rất là đẹp nhá. Con này này, thân cực kỳ là tím luôn các bác. Rất là đẹp. Thân nhung ấy. Thân nhung tím này, lá rất là to. Ngọn rất là đẹp. Thì trên này nó còn một cái lụ nữa. Còn cái lụ nữa thì cái lụ này thì thui này. Còn cái lụ này thì không, nó vẫn còn căng nhưng không biết có giữ được không thì tùy duyên nhá các bác nhá. Để các bác xem hoa của em nó. Lụ nó khá là đỏ đấy. Đấy. Cái dề rất là đẹp. Cái lụ này nó không tím bình thường, cái của em nhiều con nó có tím sậm luôn, nhưng con này nó có vẻ nó đỏ đỏ sáng sáng. Nói chung là rất là đẹp. Hoa là duyên hết các bác nhá. 32 là 750k. Hình số 33 là 990k. 990k đây các bác nhìn con này con khủng nhất nhá, con kiến khủng. Con này thân tơ dài tầm khoảng 20 này, tầm khoảng trên 30cm. Đấy, mập ú như ngón tay luôn. Nó đang ra mấy cái lụ lụ bé bé đây nhá. Mấy cái lụ bé bé này nhưng mà nó bị thui rồi các bác, nó thui rồi. Đấy, cái này nó đang chui ra chắc là thui rồi. Đấy, cái mầm gốc của nó lên các bác thấy vĩ đại không? Mầm gốc rất là vĩ đại nhá. Lá cực kỳ dày luôn. Thân tím nhung rất là đẹp. Đấy. Thêm một cái búi này nữa, khoảng 1 2 3 con kiến này nữa, kiến nù nù nữa, rất là đẹp. Đấy. Mầm gốc to kinh khủng. 990k hình số 33 nhá. Rồi em đi hình cuối cùng là cái hình 34 là 690k. 690k là gồm một cái dề thôi. Cái dề này là có hai thân tơ nhá các bác nhá, một thân này, hai thân này. Đấy, hai thân tơ. Và cái dề này nó cái lụ thì nó cũng bị héo rồi nhưng mà các bác nhìn cái lụ nó đỏ. Em thấy làm sao mà cái lụ này nó đỏ, nó kiểu nó đỏ đỏ chứ nó không phải màu tím các bác. Đấy, rất là đẹp. Cuống này rất là hồng luôn. Đấy, thân thì cũng thân nhung rồi, thân nhung tím dịm luôn, rất đẹp dưới gốc rồi. Cái dề rất là đỏ nhá các bác nhá. Rồi đấy, nguyên một cái dề to này, hai thân tơ này, em bán 690k, hình số 34 hình cuối cùng. Ok, cái clip hôm nay cũng quay cũng mất đến nửa tiếng đấy. Rồi các bác nhanh tay sưu tầm gọi ngay cho em nhé.
thì em chỉ bán trong hình thôi, còn ngoài hình thì em không đi nhặt đâu nhá. Thì khi nào mà hết rồi ấy, thì có thì lần sau em lại đăng tiếp. Rồi ok, em xin chào tất cả các bác ạ.